cha mẹ ông bà của chúng ta muốn ở vào cái thời đại này mà không được, đâu phải dễ vào ngay cái lúc này đâu. Đâu phải trên thế giới ai cũng muốn gặp được sư phụ ngồi cách mấy chục thước này ngồi đâu, rất là khó đó. Con của ông trời đâu phải là muốn gặp ai gặp, mà bây giờ mà gặp nhiều quá cũng chán, thành ra chửi. Gặp sư phụ rất là có lợi. Thứ nhất, mấy con bị buồn ngãi ngồi đây, nãy giờ cũng không bị nữa, tại vì mấy chư thiên gờ đầu hết cả đám rồi. Nhưng mà đệ tử này nó bị trượt á, hồi nãy sư phụ làm cái đứng liền thấy không, lắc quá trời lắc, thường có gõ rồi mày. Phải ăn chay 7 ngày nha con. Ừ. Chứ không phải là gặp mà sư phụ không có tặng món quà gì đâu. Tặng món quà một cái sức khỏe, một cái đời sống á. Đời sống gọi là đời sống thánh thiện á, là sư phụ tặng ngược lại cái đó, chứ sư phụ không có quà gì hết. Cho nên cái vé 300 cũng đáng, được cái vé về trời, được sức khỏe từ đây tới mãn đời, rồi dạy lời con cháu. Ở thế gian này có những chuyện lạ nhưng mà thiệt đó con. Có con trời mang thân người, tích thân mình gặp thì mình mới kể mạnh miệng phải không, thì con cháu mà nó biết sợ thì nó sẽ sống tốt hơn. Thay vì mình nuôi đứa con nó ra đại học rồi nó không biết trời đất, không có biết gì hết, làm có nhiều tiền mà nó đi ăn chơi hết, nó làm cho mình đau lòng.